Nguyễn Nam xin trân trọng chào quý vị. Và có lẽ giờ phút này quý vị nhìn thấy màn hình, quý vị cảm thấy quen thuộc một gương mặt mới xuất hiện cách đây 4 lần từ Úc Châu. Đó là ký giả Nguyễn Toàn. Trước hết xin trân trọng giới thiệu quý vị, ký giả Nguyễn Toàn, và xin chào anh Nguyễn Toàn, thưa anh. Xin chào anh Nguyễn Xuân Nam và quý vị thính giả của đài Kali Today. Tôi là Nguyễn Toàn từ Sydney. Xin kính chào quý vị. Anh có thể điểm qua một chút thời tiết Sydney bây giờ, thời tiết có gì lạ trong dòng chính của Sydney, nước Úc không thưa anh? Và thưa ông, bây giờ là bắt đầu là mùa xuân rồi, tức là bắt đầu mùa xuân từ hôm đầu tháng 9 này, và cho đến ngày hôm nay thì là hai ngày hôm nay, tức là hôm qua ngày hôm nay là thời tiết rất nóng. Yeah. Nó lại trái ngược với lại là mùa xuân mà. Thế khi mà mùa xuân thì đôi khi có nhiều người cũng bị hay phê bờ anh. Thế yeah. Là bị dị ứng vì hoa, đủ các loại hoa. Nhất là năm nay tự như là nhất là hoa phượng tím anh, jacaranda, hoa phượng tím đó, rất là đẹp anh, ở dọc hai bên đường, và nhiều đủ loại hoa mọc dọc hai bên đường và ở sân nhà của những hàng xóm hay là của những người nào đó từ yêu hoa, thì mùa này hoa nở rất đẹp, mà thậm chí ở trong nhà tôi có cây đào cũng rất đẹp anh, nở đẹp lắm anh. Thưa quý thứ về và thưa anh Toàn, em nghe rất là nhiều người ca ngợi cái vẻ đẹp phượng vĩ màu hoa tím của Sydney. Và có nhiều giả thuyết cho rằng cái phượng mùa hè của Việt Nam á cũng có cái nguồn gốc từ Úc Châu, của người gốc từ Sydney. Thì cũng có một lập luận cho rằng từ Nam Mỹ, có lập luận cho từ Sydney, từ Úc Châu. Chúng ta không biết phượng vĩ Việt Nam từ đâu. Nhưng mà em nghe cái việc mà tôn sùng cái vẻ đẹp màu tím của phượng vĩ của Sydney đó thì rất là nhiều. Có lẽ nhiều độc giả cũng như em cũng tò mò muốn biết cái màu phượng như thế nào. Em xin mời anh trong lần tới anh đi đâu đó, anh coi cảnh đẹp của phượng vĩ đó, anh chụp cái hình. Và trong chương trình tới đó mình sẽ bỏ cái hình này lên cho bà con thấy cái màu phượng vĩ đặc trưng của Úc Châu là như thế nào. Thấy không? Bây giờ mình trở lại chuyện của mình. Không, yeah. để tôi nói thêm anh Nam à. Bây giờ là mới là tháng 9. À, cái phượng vĩ, phượng tím á, nó bắt đầu nở tháng 10 cơ. Yeah. Thế nhưng mà nếu anh cần thì tôi lấy cái hình cũ thì đưa lên. Thì bây giờ là nếu mà không có trục trặc mà bị lockdown anh, thì là sẽ có những người ban tổ chức đi tour lên thành phố Rafton để xem hoa phượng tím mà nở dọc hai bên đường rất đẹp. Yeah. Và đó là như vậy anh. Thì còn anh có thể lần tới cho cái phượng tím, cái hình phượng tím nào đó một vài hình để cho độc giả của chúng ta khắp nơi có thể biết được cái bầu phượng tím ở tại Sydney nó là như thế nào. Và em ca ngợi, em được nghe ca ngợi rất là đẹp nha. Vâng vâng, tôi sẽ cố gắng và tôi chụp, tôi sẽ chuyển cho anh. Như vậy thì ngoài cái thời tiết như vậy thì ở tại Úc và riêng tại Sydney, về dòng chính có gì đáng nói, về thời sự của Úc Châu có gì đáng nói thưa anh? Dạ thưa anh, thế này thì cũng như là hôm nay cũng như mới tuần trước, tôi xin tường trình về tình trạng Covid ở tiểu bang New South Wales này. Thì cho tính đến 8 giờ tối của ngày thứ 6 vừa qua, cái số ca lây nhiễm là 1.599, tức là tăng cao hơn hôm tuần trước anh. Và cái số người chết là 8 người, còn ở tiểu bang Victoria là 450 người lây nhiễm. Do đó thì là chính phủ tiểu bang bà Thủ Hiến vẫn yêu cầu mọi người nên đi chích ngừa. Chích ngừa để hy vọng rằng giữa tháng 10 sẽ nới lỏng, để mọi người có thể tụ tập trong 5 người ở trong nhà, hay là đi ra ngoài picnic, chơi picnic khoảng 20 người, và hay là mở rộng đi để cho mọi người đi tập gym, hay là đi uống bia uống rượu ngoài pub anh. Đó là đặt như vậy. Và chính vì bắt đầu từ ngày mai thứ hai, bà Thủ Hiến bà sẽ không xuất hiện lúc 11 giờ để họp báo nữa, mà bà chỉ đưa ra một cái video để cho mọi người xem tình hạng vậy. Và cũng trong cái tình trạng Covid đấy, thì ban chấp hành cộng đồng người Việt tiểu bang New South Wales này đã vận động với Bộ Y tế để cấp một cái
một cái nhóm y tế rất nhỏ đến trung tâm sinh hoạt cộng đồng để trích ngừa cho đồng hương vào bắt đầu vào ngày hôm qua thứ bảy 11 tháng 9 từ 8:30 sáng đến 4 giờ chiều. Chính vì sự đặc biệt đó mà hôm qua thì lại có cái bà dân biểu, bà thượng nghị sĩ liên bang là Kristina Kelena Kennedy đã xuống thăm cái chỗ địa điểm trích ngừa và gặp với ban chấp hành cộng đồng để thăm hỏi, tại vì bà thượng nghị sĩ này đã Đảng Lao động chính thức đề cử là ứng cử viên của Đảng Lao động đơn vị Fowler, là nơi có đông người Việt cư trú. Do đó bà phải liên lạc với ban chấp hành cộng đồng người Việt để tìm hiểu sinh hoạt của người Việt và để chuẩn bị cho cuộc bầu tư vào sang năm. Sang năm tháng năm anh? Dạ chưa biết ngày giờ anh. Dạ chưa biết. Thì sau khi mà cái chuyện mà Đảng Lao động, tức là ông thủ lãnh Đảng Lao động đã chính thức tuyên bố vào ngày hôm tư vừa rồi trên hệ thống TV và báo chí, thì đã cũng làm cho xôn xao cho một số người Việt. Là nguyên do là thế này, là hồi tháng 3, đầu tháng 3 vừa qua, ông Chris Hay, dân biểu Chris Hay, đơn vị là phong lờ, tức là Hạ viện, ông dân Hạ viện, ông đã tuyên bố ông sẽ nghỉ hưu, không ra tranh cử trong năm tới. Và ông giới thiệu cô thư ký của ông là cô Tú Lê, nữ luật sư trẻ, sẽ ra ứng cử đơn vị Fowler thay thế cho ông. Thì liền sau đó thì một số người đã cũng viết thư gửi cho ông thủ lãnh ông thủ lãnh Đảng Lao động, yêu cầu ông hỗ trợ cho cái cô Tú Lê người Việt này. Đó, và bẵng đi một thời gian thì tự nhiên tháng giữa, tức là tuần tới và tuần vừa rồi đây, thì ông thủ lãnh Đảng Lao động Anthony Albanese đã chính thức tuyên bố đề cử bà là thượng nghị sĩ liên bang đã ứng cử chức vụ đơn vị Fowler của đông người Việt. Và sau khi nó sau cuộc thăm viếng hôm qua với lại ban chấp hành cộng đồng, thành đã có cái chuyện không hay đang xảy ra giữa đó, thôi tôi chỉ nói thế thôi. Nhưng mà dư luận cái cho làm sao, tại sao có sự thay đổi này không anh? Cái tôi không biết, cái đó là cái quyết định của Đảng anh. Yeah. Tại vì là thường thường theo tôi biết, thường thường một ứng cử viên nào của bất cứ những ứng cử viên của thành phố, tức là cao sổ của Hạ viện mới lại liên bang, thì đương nhiên là cái người ứng cử viên được Đảng đề ra, để cử ra, và được chi bộ Đảng ở cấp dưới sẽ đề nghị lên. Nhưng mà cái chuyện này là ông thủ lãnh đảng lao động ông đã tuyên bố chỉ định thẳng ngay mà này, tức là không qua chi bộ ở đơn vị chi bộ của đơn vị phong lờ anh, thành ra có những người kia tưởng hy vọng cái cô Tú Lê sẽ được ứng cử, nhưng mà bây giờ Đảng Lao động đã chính thức đề cử bà này, tôi không biết cái nào đó là do Đảng, tại vì người ta muốn chọn người mà về cái đơn vị an toàn và nhất là người của Đảng, tại vì bà thượng nghị sĩ này bà là bạn thân của ông lãnh đạo Đảng Lao động anh. Trước cái sự mà khác đi so với sự chờ đợi người Việt á, thì trong đầu cộng đồng người Việt chúng ta có vui lòng không anh, và có những tranh chấp nội bộ gì không anh? Giờ chưa biết cái đâu vì tranh chấp nội bộ, chỉ có người ta thắc mắc là tại sao mà khi mà được tin cô Tú Lê ra tranh cử đó, tại sao ông Quân Huy chủ tịch cộng đồng tại sao lại không đứng ra ủng hộ cho cô Tú Lê? Nhưng mà tôi không biết có đó là chuyện riêng của ban chấp hành cộng đồng, mà hai nữa là khi dù có ban chấp hành cộng đồng có ủng hộ cái cô này thì Đảng Lao động ở trung ương người ta quyết định thì mình đành chịu thôi, chứ còn nhiều người nó thật sự là cũng muốn có người Việt là cô Tú Lê ở trong quốc hội,
liên bang, nhưng mà cái đó là do đảng quyết định anh, chứ không phải do là người, tức là người tính không bằng trời tính, hay là người tính không bằng đảng tính anh. Cái chuyện bên Úc thì đó, ngoài cái chuyện đó được gây sự chú ý thì còn cái chuyện gì khác được gây sự chú ý hiện nay nữa thưa anh? Đã có anh, là trong tuần lễ vừa qua, đầu tuần lễ vừa qua, tức là ngày 3 tháng 9 đó, là nhiều người Úc đã thức đêm anh, từ 4 giờ sáng để theo dõi trận đấu giữa đội Socceroo Úc đá với đội China ở vòng loại 3 của đại diện khu vực Á Châu để tranh tham dự World Cup sang năm 2022 tại Qatar anh. Thì là sau cái trận thi đấu đó thì đáng nhẽ là đội Socceroo là đội chủ nhà, thì là đội Chani phải đến đến Sydney để đá, nhưng mà vì tình trạng Covid thế nên đội Socceroo đã phải chọn một cái sân trung lập ở bên Qatar để đá, để như là lấy sân trung lập để làm chủ nhà và đá với China, mà cuối cùng là đội Socceroo đã thắng 3-0. Thế xong tiếp theo đó là ngày thứ 6, mùng 7 tháng 9, đó, đội Socceroo, tức là tên của đội Úc đó, thường là hay gọi là đội Socceroo anh, thì người đã đến Việt Nam để đá với lại đội tuyển Việt Nam. Và tức là đá trên sân Mỹ Đình anh, Hà Nội đó, mà là không có khán giả. Mà đặc biệt nhất là cả cái vòng loại 3 này, Liên đoàn bóng đá FIFA và Liên đoàn Á Châu đã bắt buộc các trận đấu đó phải gắn hệ thống VAR để hệ thống kiểm soát cái sự mà tranh chấp nếu mà có đôi bên khiếu nại anh. Đó. Thì trận đấu thì đá trên sân Bình, rồi kết quả là đội Úc cũng thắng 1-0. Đấy, thì sau khi mà trận đấu đá thì nhiều người cũng than phiền là tại sao đội Úc đã thắng đội China như vậy mà lại thắng Việt Nam thì có ít, chẳng lẽ lại đội Việt Nam đã hay sao. Nhưng mà thưa anh là tại cái mặt sân cỏ của sân Mỹ Đình rất xấu, thành ra là các cầu thủ Úc không thể trổ tài được. Nếu mà nếu mà đá hết mình thì có thể vấp cái hố ở trên sân cỏ đó anh, hay vấp cỏ cao đó thì có thể té, thì người ta phải giữ cho đôi chân ta không bị thương đó. Và chính ông một ký giả Úc đi theo phái đoàn Việt Nam, đã đi theo phái đoàn Úc cho anh sang Việt Nam để coi, thì chính ông đã viết về tường thuật cái sân cỏ, chê bai sân cỏ Mỹ Đình, và cái trang Twitter của anh này đã bị các fan ở Việt Nam tấn công đánh sập anh. Tại vì nó thậm chí là cái buổi trước ngày thi đấu đó thì đội tuyển Socceroo đã tập một cái sân nhỏ ở bên cạnh, thì trên sân toàn là con cóc nhảy ở trên sân anh. Là thành như vậy đó. Cái thậm chí là sau khi mà theo tôi biết tin tức thì sau khi mà liên đoàn bóng đá FIFA với lại liên đoàn Á Châu chỉ định ông trọng tài giáp xin là người Qatar sẽ điều khiển trận đấu giữa đội Socceroo và Việt Nam, thì cái trang mạng Facebook của ông này đã bị các fan Việt Nam tấn công, do đó ông phải đóng cái trang Facebook của ông trước khi trận đấu diễn ra anh. Và thậm chí là sau khi trận đấu xong thì mấy ông fan cuồng ở Việt Nam đã tạo cái một trang Facebook tên ông trọng tài này, và nói là ông trọng tài này xin lỗi vì đã không bắt cho đội Việt Nam hưởng trái phạt đền ở phút thứ 27 anh. Tại vì khi mà phút 27 có cái sự lộn xộn ở trong vòng 16m50 vòng cấm của đội Socceroo, thì là người ta tưởng là đội Việt Nam sẽ được hưởng trái phạt đền, nhưng mà đến khi mà trọng tài chính đã coi lại cái qua hệ thống VAR đó thì đã xác nhận là không có bóng trọng tài cái cầu thủ hậu vệ số 4. Và chính cái cầu thủ hậu vệ số 4 này vào phút 43 đã ghi bàn thắng bằng đội đầu để mang chiến thắng cho đội Úc 1-0.
Thì bây giờ là đội Úc mà, tức là Socceroos sẽ không đá nữa và đến tháng 10 sẽ đá ở trên sân nhà. Còn đội Việt Nam sẽ đội Việt Nam sẽ đầu tháng 10 cũng sẽ đá với lại đội China. Mà đội China theo tin tức của trên tin tức thể thao thì cho biết là đội China đã cũng không dùng sân của China để đá đội chủ nhà, thì đã cũng lại phải mượn một sân trung lập để đón đội Việt Nam. Thưa anh, tức là bây giờ thế này, để nói rõ cho anh biết là đội Úc là thuộc trong nhóm của Á Châu, thì là tất cả là sau khi mà vòng loại vượt qua vòng loại 2, tức là vòng loại 3 gồm 12 đội, để chia là hai bảng A và B, thì bảng đội Socceroos đội Úc tức là thuộc bảng B gồm có Nhật Bản, Việt Nam, China, Oman, Saudi Arabia, tức là một bảng là 6 đội anh, tức đá vòng tròn. Nếu mà ai được nhiều điểm nhất, nhất nhì thì sẽ có vé đi thẳng sang Qatar sang năm. Còn anh hạng 3, nếu mà có số điểm cao của bảng A, bảng B sẽ tiếp tục đá playoff để được đá, lại phải đá một vòng nữa với đội Bắc Mỹ thì mới có vé được đi Qatar sang năm anh. Nhưng mà anh có xem trận đấu của Việt Nam chút nào không? Nó có chứ. Có là tôi thứ anh tôi có chứ. Cái tại vì thứ anh này, cái trận đấu của Việt Nam nó là đá 7 giờ tối anh. Yeah. 7 giờ tối Việt Nam tức là 10 giờ của Úc. Thành ra là tôi thức, tôi phải xem hết hết cả cái trận đấu anh. Dạ. Yeah. Như anh nhận thấy cái trình độ của bóng đá của Úc và Việt Nam như thế nào thế anh? Thế thế này này anh, tại vì tôi đã nói anh rồi đó, là cái tình trạng sân xấu, thành ra là đội thì Úc không có thể mà đá và phô diễn lực lượng như là đá với lại đội Chinese ở trên sân cỏ gọi là bằng thẳng anh đó, thành ra nó bị hạn chế như vậy. Thành ra nhiều khi mà khán giả xem, cũng bạn bè tôi xem xong rồi sau đội Úc đã chán quá ngủ. Thì tại vì là nếu mà dốc sức ra để kiếm nhiều bàn thắng thì có lẽ, thành ra trong khi đó Việt Nam thì ông rất là tự hào, ông bảo là ông đã không cho đội Úc thắng nhiều bàn hơn, thành ra ông có thể cầm được trận đội Úc. Thế đó là mới có hai trận anh, thứ hai là đội Úc đá với Việt Nam mới trận đầu tiên khi mà ở sân gọi là sân khách. Đến ngày 27 tháng Giêng thì đội Việt Nam sẽ sang Úc này đá, thì chưa biết sẽ đá sân nào thưa anh. Là đây vậy. Dạ. Như vậy thì chúng ta đang tiến dần vào cái giải túc cầu World Cup thế giới. Vâng. Thế giới sắp tới. Vâng. Và trong năm vừa qua thì chúng ta theo dõi được Hà Nội, cái đội bóng Việt Nam đã có những một số chiến thắng tương đối khá oanh liệt từ vòng ngoài vô số các nước Đông Nam Á, và được cổ vũ rất là mạnh, và họ có lực lượng fan fan cứng, fan fan mềm mềm gì đó, ủng hộ viên nhiệt tình vừa phải đó, rất là đông. Thì chúng ta hy vọng là, không biết là Việt Nam có đi sâu không, chúng ta hy vọng có dịp được xem một trận Việt Nam đá một đối thủ nào đó xứng đáng hơn. Cái Đông Nam Á thì còn nhỏ anh, Đông Nam Á thì chỉ Đông Nam Á thì vâng, thì Đông Nam Á nhỏ thì Việt Nam có thể thắng đàn được, nhưng mà bây giờ là đá với lại tất cả những đại anh như Nhật Bản này, Úc này, Oman này, Saudi Arabia này, China đó, tức là Việt Nam phải đứng Việt Nam cùng đấy. Dân Việt Nam cuồng bóng đá lắm anh. Là... Vâng, tôi biết là cuồng bóng đá đấy. Đó. Thì đó thì tôi đã hồi nãy tôi đã nói với anh đó, khi mà đội Việt Nam mà thua mà vì không được hẳn cái vấn đề là mấy fan đã tấn công trọng tài, là tại sao ông không cho đội Việt Nam hưởng trái phạt đền, rồi chửi ông trọng tài ghê gớm, thậm chí là đấy là chửi cái ông ký giả báo Úc là tại vì ông này chê mặt sân cỏ của Mỹ Đình là xấu, là như vậy. Người Việt Nam trong nước đặc biệt dân bê bóng đá rất là tự hào sân Mỹ Đình được xem là sân hiện đại nhất Việt Nam hiện nay, sân là hiện đại nhất Việt Nam hiện nay, mà khi mà bị chê kém chất lượng
mặt sân lồi lõm như vậy thì chắc là cho trong nước rất là khán giả trong nước đặc biệt là mê bóng đá sẽ rất là tức giận nha. Cho nên vâng đúng rồi, tại thế này để tôi theo dõi ở tin tức của chính báo chí Việt Nam nói là cái sân Mỹ Đình được thành lập và được đấy là từ năm 2003 đó, cho đến bây giờ là đã cũng nhiều trận quốc tế để cho nhất là SEA Games anh thì là nó không không chịu tu bổ. Thì cái ông chính cái ông mà trông nom cái sân Mỹ Đình thì ông bảo là cái này là Liên đoàn bóng đá châu Á đã sang đã xem xét cái sân này và đã chấp nhận để cho đá. Thì tôi cũng không hiểu tại sao anh đó, thì mỗi người nói một kiểu, mỗi người lấy về lý này. Thực ra thì chính cái ông chủ sân tức là sân Mỹ Đình ông lại ông bảo là chúng tôi không được cấp tiền để tu bổ đó, thì là thà tính như vậy, thành ra nó cũng luẩn quẩn đấy. Nhưng mà nếu mà tôi nói thật là chẳng may mà kịp rồi mà đội Úc mà thua thì chắc đội Việt Nam thắng thì chắc là người ta xuống đường dù mặc dù là không bị lệnh cấm lockdown anh. Nhưng mà đường còn dài, chúng ta sẽ có nhiều dịp để nói về đặc biệt trong trận đấu tới của Việt Nam bay sang Úc đá. Quý vị sẽ nghe tường trình cụ thể hơn cái trận đấu này, thưa quý vị. Riêng chuyện Úc còn cái gì để mà anh gợi đến cho quý vị ngày hôm nay đúng không anh? Dạ, thưa anh, không anh, vậy hồi nãy tôi đã nói tóm tắt đây như vậy rồi. Đó, thì là mình thực bị là tôi cũng không thể nói hơn nữa, tại vì nếu nói hơn thì là sẽ sợ đụng chạm và tôi sẽ bị ném đá hành nào, thành ra xin anh miễn cho tôi không nói thêm nữa. Tôi hồi nãy tôi nói sơ qua rồi. Anh mà nhớ anh kỹ là bây giờ hiện tại là chính bản thân tôi cũng đang bị ném đá ở trên Facebook. Đó rồi. Thế là anh thế này, nếu mà anh là ở bên đó, anh là một ký giả, tức là chủ quyền cộng đồng hay là một cơ quan đoàn thể nào tổ chức lễ gì là đương nhiên là người ta sẽ mời anh, phải không? Đúng không? Đã, cũng như tôi đây là nhà báo thì tôi được ban thành cộng đồng mời tôi thì tôi đến, thì tôi thấy sự việc ra sao tôi viết bài, tôi truyền hình tường thuật. Thì bây giờ ông một số người lại có vẻ không chịu, gọi là tôi chạy theo phe ban chấp hành không được, mà trong khi ban chấp hành đang bị người ta tấn công, tức là không có ngày nào là không có tấn công anh. Thậm chí là nếu mà mình có con người mà đàng hoàng thì không nên tấn công người ta, dù rằng đã có sai lỗi thì viết email với nhau, chứ đây mà dùng cái trang Facebook để chửi các ban chấp hành cộng đồng thì không thể được, tôi không chấp nhận chuyện đó. Đó là như mà thôi, là lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng tôi nói về cái chuyện cộng đồng rồi, xem rồi xin anh. Thì ở đâu cũng vậy, ở đâu cũng vậy, thì cái trở lại chuyện trong cái tuần lễ này, trong tháng 9 này đó, có những sự kiện sau khi sự kiện mà 911 thì chúng ta cũng nhớ đến một số sự kiện ở Việt Nam. Trong tháng 9 này thì có một vài sự kiện liên quan Việt Nam, anh có thể giới thiệu một vài sự kiện mà nó gợi nhớ anh nhất ở Việt Nam Cộng Hòa thời miền Nam Việt Nam. Chúng ta mời thính giả mình quay ngược trở lại miền Nam Việt Nam trước 1975, thì tháng 9 có những cái lễ lớn nào, kỷ niệm nào thưa anh? Thưa anh, nếu mà như anh nói thì tôi xin trả lời anh là tại vì tôi là một người viết về viết báo về văn nghệ, thành ra cái ký ức đã xảy ra trong tôi vào ngày 16 tháng 9 năm 1971, chưa tức là đến thứ năm sau, tức là 50 năm anh, tức là cái vụ nổ ở phòng trà Tự Do của do nữ ca sĩ Khánh Lily làm bầu. Đó là cái hôm và cái đêm hôm đó thì là tôi đã là một ký giả duy nhất có mặt ở trong đêm trong phòng trà hôm đó và đã nghe tiếng nổ hôm đó.
và đã khi sau khi vụ nổ xong thì là nữ tài tử Thúy Ngọc đóng trong phim Trần Thị Diễm Châu và Một Cuối Cùng đã bị chết. Và hôm đó thì nữ ca sĩ Lệ Thu đã cố nữ ca sĩ Lệ Thu đã không đến hát đến đó, chỉ chẳng qua là cái xe hơi của chở của nữ cố nữ ca sĩ Lệ Thu hôm đó đêm hôm đó bị hỏng. Và đây tôi xin nói lại cái sự kiện vụ nổ đêm hôm đó. Tức Vâng. là tôi có quen với chị Thúy Ngọc, tức là nói tên chị là Maripol. Chị là vợ của cố nhạc sĩ Lê Văn Thiện. Thì đêm hôm đó thay vì là chúng tôi sẽ đến phòng trà Quy My là nơi cố nhạc sĩ Lê Văn Thiện đánh đàn ở đó, nhưng mà chị Thúy Ngọc chị lại rủ tôi đến phòng trà Tự Do cùng với chị để chị gặp cố nữ ca sĩ Lệ Thu có vấn đề riêng tư gì đó. Thì tôi với chị là kể như là chị em với nhau. Thì là tôi đã đến đó, tôi cùng đi với người bạn. Thì khi mà tôi đến nơi thì lúc đó là nữ ca sĩ Mai Lê Huyền vừa hát xong đi ra, chị nữ ca sĩ liền lấy xe Honda đi chạy bảo là chào tôi và sẽ đi hát ở một nơi khác. Thế tôi mới bước vào, tôi đẩy cửa vào thì ở ngay cái bàn của nghệ sĩ ngay sát cửa anh thì chị Thúy Ngọc của nghệ sĩ Thúy Ngọc đã ngồi đó. Đấy, xong rồi chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thì tôi đúng thì nhớ thì khoảng 9 giờ thì có hai người đàn ông đẩy cửa bước vào phòng trà đó, thì đã đẩy vào thì hai người đó đi vào giữa của phòng trà. Thì khoảng 5 phút sau thì chị Thúy Ngọc chị mới nói rồi thôi em ngồi đây để chị sang chỗ gặp hai người bạn vừa mới vào. Thế là tôi với người bạn vẫn ngồi ở cái bàn nghệ sĩ. Thì là khoảng 5 phút sau thì là có một tiếng nổ mạnh ở trong phòng trà, mà trong lúc đó thì cố nữ ca sĩ Mai Hương đang chuẩn bị hát bài Love Story và chị cố nữ ca sĩ Mai Hương chỉ bị thương nhẹ vì cái chụp đèn ở trên chân trần rơi xuống làm chảy vết trán của chị ấy, các anh. Thì sau khi mà vụ nổ xong thì tôi cũng đã đến bệnh viện Sài Gòn để xin thuốc tại vì có bị cái trán tôi bị chảy anh. Thì khi mà nổ xong đó thì người bạn tôi đã đẩy tôi xuống cùng nữ ca sĩ Cao Kim đẩy xuống dưới gầm bàn anh để tránh sợ cái miệng đó. Thì không may là trán tôi bị sứt là thành ra đã vào bệnh viện Sài Gòn để người ta bôi thuốc đỏ xong ra về. Thưa anh, đó là cái kỷ niệm mà buồn nhất đối với tôi và cái đó là không bao giờ tôi quên cái vụ nổ đêm phòng trà Tự Do ngày 16 tháng 9 năm 1971. Và thưa anh, để tôi kể tiếp luôn, nếu mà cân về văn nghệ thì đây luôn thì cũng khoảng mấy tháng sau tại cũng ngay tại phòng trà Quy My của ban nhạc Sơn Gân có nữ ca sĩ Thanh Thúy hát ở đó. Thì khi đêm hôm đó thì tôi không nhớ ngày tháng nào, không nhớ nào, là tôi chỉ biết là nữ ca sĩ Thái Thanh đang hát ở trên sân khấu đó, vừa mới hát xong cái bản nhạc Kỷ Vật Cho Em thì tự nhiên cả cái phòng trà bị ngửi hơi khói của lựu đạn cay, thế là mọi người chạy tán lả hết cả. Thì nữ ca sĩ cố nữ Thái Thanh đã từ trên sân khấu nhảy xuống và nắm tay tôi để cùng nhau chạy ra cửa cấp cứu để đi xuống đường anh. Đó là như vậy. Thế rồi tiếp theo cái trong tháng 9 là ngày 22 tháng 9 anh, người ta gọi là ngày điện ảnh Việt Nam, tức là cũng như giống kiểu như là giải Oscar của bên Mỹ đó. Tức là ngày đó thì là tất cả nam nữ diễn viên tài tử đạo diễn là cái chuyên viên kỹ thuật là sẽ đến tham dự cái một buổi chiếu phim
vào buổi sáng tại Trung Rách, và buổi tối là sẽ tham dự buổi tiếp tân trên khách sạn Caravan Anh. Sở dĩ có ngày điện ảnh Việt Nam 22/9 là bắt nguồn từ khi mà đạo diễn Đỗ Tuấn Đức, tức là đạo diễn kiêm đánh rất là nhà văn kiêm đạo diễn Đức về nắm chức giám đốc nhà điện ảnh, thì là điện ảnh thì ông Đỗ Đức thì hiện thời ở Nam Gây Ly, anh chắc anh biết đó. Thì yeah. Ông mới được mới nắm chức được có mấy tháng thì ông được ông Quốc Vụ Khanh đặc trách về văn hóa là cố cụ Mai Thợ Truyền đó, mời ông sang họp bên cụ Quốc Vụ Khanh để ông thông báo là Cục Khanh sẽ văn hóa về văn hóa sẽ tổ chức tuần lễ văn hóa. Thì ông có hỏi ông mới lại nhà đạo, ông giám đốc Đỗ Đức có bằng lòng tham gia cái ngày đó không về bộ môn điện ảnh. Thì nhà văn Đỗ Đức họp xong với ông cụ Mai Thầy Truyền đã về họp với nhân viên bảo là chúng ta đồng ý tham gia ngày trong tuần lễ văn hóa và sẽ chọn ngày 22/9 là ngày của điện ảnh Việt Nam. Và khi mà ngày điện ảnh Việt Nam thì tất cả các rạp cine sẽ đều hoàn toàn chiếu phim Việt Nam và chiếu miễn phí cho tất cả mọi người Việt Nam đến xem đó. Và sau khi đêm hôm đó thì ông bộ trưởng bộ thông tin đó, thì là ông bằng lòng là sẽ chọn ngày điện ảnh Việt Nam là ngày 22/9. Và kể từ đó thì mỗi năm là cái ngành điện ảnh Việt Nam đã chọn ngày 22/9 để tổ chức ngày điện ảnh Việt Nam. Thì cái năm đầu tiên là năm chia tiên là năm 70 thì ông nhà văn đạo diễn Đỗ Đức là giám đốc nhà điện ảnh là đã làm trưởng ban tổ chức của cái ngày điện ảnh năm 70. Và tiếp sau những năm sau đó thì là ngày điện ảnh Việt Nam đã được luân phiên cho chọn lựa trong các đạo diễn hay các nhà sản xuất Việt Nam làm trưởng đứng bắt. Và chính nhờ cái chính sách của ông Đỗ Đức đưa ra, thành ra đã hạn chế cái nhập cảng phim ngoại quốc anh, và khuyến khích những người ta nên làm phim Việt Nam. Và vậy thì những vậy đó thì đã nhiều hãng phim và nhiều nhà nhập cảng phim đã đứng ra thành lập hãng phim để quay phim. Và phim có thể nói là cái phim chiều kỷ niệm của hãng phim Việt Nam của nữ tài tử Thẩm Mỹ Hằng đã là khuấy động nền ảnh Việt Nam và để nền ảnh Việt Nam thăng hoa nở rộ. Đó là như vậy anh. Thì là từ đó nhiều hãng phim đã được thành lập và đã quay phim màu đen trắng sau khi thành công với phim Chiều kỷ niệm thì hãng phim Việt Nam đã tiếp tục quay phim Nàng. Sau đó thì là hãng phim Liên Ảnh ra đời, tức là do ông cố nhà báo Quốc Phong làm tổng giám đốc gọi là Liên Ảnh công ty, là quay cuốn phim đầu tiên màu màn ảnh rộng là phim Chân Chữ Tím dựa theo tác phẩm của nhà văn Văn Quang. Thì trong phim đó thì nam tài tử là anh diễn viên Hùng Cường và cố diễn viên Hùng Cường, và phía nữ là nữ tài tử Kim Vui. Và phim đó là rất là phải là phức tạp, và quan trọng nhất là cái cảnh có những đoàn xe tăng của quân đội Việt Nam Hòa đó đánh nhau đó, thì đã phải dùng ba người quay phim để mới hoàn thành cái bộ phim đó anh. Thì sau đó này thì đó là khi mà cái phim đó được chiếu ra rất là hot bạc. Để đó từ đó là phim hãng phim Liên Ảnh tiếp tục làm phim Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang, đây rồi phim Vui Cho Ngày Tết, năm Hiệp Sĩ Bất Đắc Dĩ hay Năm Mùa Hè Về Làng gì đó, đại khái như vậy. Tôi nhớ mang máng như vậy. Để sau đó là tiếp tục
có hãng phim của Kim Cương, rồi của nữ kịch sĩ Túy Hồng, rồi Việt ảnh của ông cố đạo diễn Bùi Xuân Duân, rồi ông chủ rạp Cine Casio Sài Gòn là thành lập hãng phim Lido để quay phim Đắng Chèo. Sở dĩ là ông này ông chọn tin Đắng Chèo đó thì ông là người Hoa, ông lại thích cái bản nhạc Đắng Chèo đó, thì là ông mới nhờ một người viết cái chuyện phim, và trong phim là đương nhiên là có cái bản nhạc Đắng Chèo do cố nam ca tài tử ca sĩ Hùng Cường hát, đóng cặp với lại vai nữ chính là cố nữ nghệ sĩ Thanh Nga. Cuốn phim nó cũng khác, mà có điều là cái thường thường khi mà một bộ phim ở Việt Nam á, làm xong sản xuất chuẩn bị ra rạp á, thì các căn chủ của phim đều mời quan khách với lại ký giả đi xem phim tại một rạp hát, một rạp cine nào ở Sài Gòn, nhưng mà cái phim này Lido Nắng Chiều này lại mang lên tuốt Biên Hòa ấy. Tại vì sở dĩ mang lên Hòa để chiếu ra mắt đêm đó là cái ông chủ Lido ông lại ca chiêu sòng, ông muốn mở rạp mới, rạp Biên Hùng Biên Hòa. Thế là nhân dịp khai trương đó thì ông mang bộ phim Nắng Chiều lên đó chiếu phim, thành ra tất cả sự di chuyển tất cả là ban tổ chức lo hết. Thì tôi ở Sài Gòn tôi cũng được đi lên trên đó để xem ra mắt bộ phim Nắng Chiều lắm. Tiếp theo thì nếu mà những cái phim ăn khách thì tôi có thể kể cho anh nghe là phim Ma đầu tiên là con ma nhà họ Hứa do cố đạo diễn Lê Hoàng Hoa là đạo diễn phim đó anh. Xong rồi tiếp theo thì của hãng phim Điện ảnh của cố đạo diễn Bùi Xuân Duân thì có cái bộ phim Như Hạt Mưa Xa, như Giọt Sương Khuya và phim Hải Vụ 709. Rất tiếc là phim Hải Vụ 709 đã quay xong rồi, tức là giữa hợp tác giữa Việt Nam mới lại Thái Lan đó, thì rồi thì khi mà bộ phim đã quay xong và rửa xong tại bên Thái Lan thì đến gần cuối năm 74 mới xong để giao cho hãng phim Việt ảnh của ông cố đạo diễn Bùi Xuân Duân để chuẩn bị sẽ chiếu trong đầu năm 75 gì đó. Vâng, thì ông trong lúc đang chuẩn bị kiếm rạp ra chiếu anh thì xảy ra biến cố 34 nên bộ phim đó đã không được chiếu cho khán thính giả xem. Và có một điểm đặc biệt nữa thì chắc tôi nói tiếp theo này chắc anh rất ngạc nhiên, tức là sau 75 thì là chính quyền mới đã bắt tất cả các nhà sản xuất Việt Nam, các nhà nhập cảng phải mang nộp tất cả các bộ phim lên cho Bộ Văn hóa Thông tin. Thì ông cố đạo diễn Bùi Xuân Duân đã chỉ mang ông làm ba bộ phim, ông chỉ mang hai bộ phim là Như Giọt Sương Khuya và Như Hạt Mưa Xa, còn bộ phim Hải Vụ 709 ông hãy còn giữ tại nhà. Và vì sự ông sợ bị kiểm soát thì là ông đã giao và nhờ tôi giữ bộ phim Hải Vụ 709 ở trong nhà thôi. Thưa anh, tôi là cái người giúp sự cho ông Bùi Xuân Duân giữ cái bộ phim đó trọn vẹn. Và khoảng mấy năm sau thì ông thấy tương đối ổn, không có gì trở ngại cho ông, thì ông đã lấy bộ phim về nhà ông. Vì ông biết là ông chuẩn bị ông sẽ đi qua Mỹ định cư theo diện là nhân viên của cơ quan Just Power anh. Và rất may cho ông là khi ông đi sang gia đình, cùng gia đình đi sang định cư tại Nam Cali, và ông đã được mang được bộ phim Hải Vụ 709 trong hành lý. Đó là nó là một sự đặc biệt. Tôi được biết là chính cố đạo diễn Bùi Xuân Duân đã tiết lộ cho tôi là khi ông ra phi trường kiểm soát để hành lý để đi đó, thì có một thằng cháu của ông nó quen với lại bên hải quan Việt Nam để cho vượt qua không bị kiểm soát, và ông đã mang bộ phim nó an toàn đến
bên Mỹ anh, và cái bộ phim đó đã có thời gian đã chiếu tại một cái rạp hát ở Nam Cali đó, là sau khi nhưng mà tuy rằng không có thành công nhưng về tài chính lắm, nhưng mà ông cũng vui là ông đã được được khán giả xem để biết con phim. Nhưng mà có một vài người, trung tâm gì anh băng nhạc muốn ông ấy chuyển qua DVD để bán, nhưng mà ông không chịu, thành ra thì bộ phim nó vẫn nằm ở trong nhà của bà Bùi Xuân Dân ở Nam Cali. Là thế vậy. Dạ. Thế thì đó là tình trạng của chúng ta. Còn đó là những cái gì mà tôi biết và nhớ đến về điện ảnh Việt Nam. Còn anh còn hỏi gì nữa thì tôi sẽ tiếp tục. Chúng ta nhân tháng 9 đó, cả hai cái kỷ niệm, một kỷ niệm tấn công vào phòng trà Queen Bee, và kỷ niệm thứ hai là không, xin lỗi, phòng trà nổ, phòng trà tự do anh, phòng trà tự do, xin lỗi. Vâng. Và thứ hai là kỷ niệm ngày thành lập ngày điện ảnh Việt Nam, thưa quý vị. Vâng, dạ. Thì vâng. Sau này thưa anh, dạ. Tôi có dịp gần đây có một vài tháng tôi có dịp được anh em chia sẻ trong một số cuốn phim vào năm 1975 mà đã quay nhưng chưa phát hành. Đã quay, đã sản xuất xong nhưng chưa kịp phát hành thì bị cộng vào. Cho nên họ giữ cái đĩa bằng digital và chuyển sang bằng email. Thì tôi có dịp xem. Thì cái bất ngờ lớn của tôi đó là tôi được xem một số cái phim ảnh vào những ngày cuối cùng miền Nam Việt Nam mà chưa được phát hành. Và đó, thời đó Việt Nam mình làm điện ảnh đã khá rồi. Tôi nghĩ nếu như mà điện ảnh Sài Gòn mà không bị chết hụt, chết tức tưởi đó vào năm 1975 thì cái ngày nay Việt Nam sẽ là một cái quốc gia có nền điện ảnh lớn, không ngang gì Nam Hàn, không thua gì Nam Hàn. Bởi vì Nam Hàn lúc đó đó, chúng ta thấy Nam Hàn lúc đó hay là Hồng Kông hay Đài Loan lúc đó, họ đâu phải là cường quốc về điện ảnh. Vâng. À, lúc đó nền điện ảnh Sài Gòn đã đi rất là xa rồi. Vâng. Nếu không có mấy anh cắn ngúa vào Sài Gòn mà hát over Sài Gòn đó, chiếm Sài Gòn, thì có lẽ cái nền văn minh của miền Nam Việt Nam nó đã đi tới cung trăng cung trời rồi. Vâng. Không... À, thưa anh, không... anh, thưa anh, mời anh. Vâng, thưa anh, tôi xin nói thêm một chút anh, khi anh nói về các điện ảnh Á Châu của các nước Nhật Bản, Đại Hàn hay Đài Loan nữa, thì tôi xin nói thêm là năm 1973, ngày điện ảnh Việt Nam 22 tháng 9, ban tổ chức đã can đảm mời các quốc gia đó đến tham dự ngày điện ảnh Việt Nam ở Sài Gòn anh. Và sau buổi tham dự cái buổi ngày điện ảnh tại Giáp Rách anh, thì là ban tổ chức đã mời tất cả các diễn viên của Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản, Đài Hàn, vân vân, cùng với lại các tài tử của Việt Nam đi ra thăm Quảng Trị anh. Đi ra thăm Quảng Trị và ra đến tận sát cầu Hiền Lương anh. Đó là một cái sự gọi là tổ chức của khéo léo của ban tổ chức, đã vận động được và đã nhờ cái bộ tư lệnh của quân đoàn 1 yểm trợ cho vấn đề để đưa cái nghệ sĩ của nhân tham dự ngày điện ảnh Việt Nam năm 1973 đến ra thăm chiến sự ngay tại vùng một tiếng thuật anh. Và thì cũng nói thêm là sau 75 á, tức là cái đó thì là ở hải ngoại cũng đã tổ chức gọi là 3 lần ngày đại hội điện ảnh Việt Nam anh. Thì tôi là rất may mắn, tôi được tham dự ngày đại hội điện ảnh hải ngoại vào năm 2000. Tháng 9 năm 2000 tôi có dịp sang Mỹ lần đầu tiên anh. Thì là ban tổ chức đã tổ chức ngày điện ảnh 22 tháng 9 và tôi là cũng được mời đến tham dự. Thì nhân dịp đó thì tôi đã gặp lại một số các đạo diễn, chuyên viên kỹ thuật của nhà điện ảnh,
cố đạo cố tài tử Lê Quỳnh, rồi gặp cụ Phạm Hồng Kim, giám đốc hãng phim Lydac, rồi gặp cố đạo diễn Bùi Xuân Duân. Tức là tôi đã gặp ông lại cố dân khi mà tôi sang đó, thì đến tôi đã đưa, cũng như là chỗ tình anh em, thì tôi đã lên trên nhà ống ở trên Ponoma chơi thăm ống người gia đình trong 2 ngày. Thì sau đó thì tôi về, thì đến đầu tháng giêng năm 2001 thì ông qua đời. Lâu lâu chúng ta nói là những kỷ niệm của những ngày lễ lớn của Sài Gòn, những sự kiện lớn xảy ra Sài Gòn, và cũng đều rút ra trong một số bạn trẻ lớn lên sau 1975 là thế này: chúng ta xa Sài Gòn mất là trên 45 năm, là 46 năm rồi, nhưng mà suốt gần nửa thế kỷ qua âm nhạc Sài Gòn vẫn thống trị Việt Nam, và ngày càng thống trị mặc dù bị đàn áp rất là nặng nề, nào tịch thu băng, tịch thu đĩa, cấm hát vân vân, nhưng cái dòng nhạc đó vẫn tiếp tục thống trị Việt Nam. Và chúng ta thấy rằng là cái nền điện ảnh bây giờ, điện ảnh Việt Nam hiện nay chúng ta thấy cái gì, coi các đạo diễn hải ngoại làm sống dậy nền điện ảnh Việt Nam, nhưng thế hệ con em người Việt di tản ra Mỹ và các nước châu Âu bây giờ trở lại, rất là nhiều đạo diễn, rất là nhiều diễn viên đang làm sống lại cái nền điện ảnh Việt Nam. Do vậy chúng ta thấy rằng riêng lĩnh vực nghệ thuật á, thì Sài Gòn và điện ảnh cũng như âm nhạc á, Sài Gòn đã đi bỏ Hà Nội có cả thế kỷ, thưa quý vị. Đó là một sự thật mà không thể nào những người cuồng Hà Nội, những người mà yêu nước sầu chủ nghĩa có thể phủ nhận cái điều này. Chỉ có cái điều chúng ta thua họ là bởi vì chúng ta bị Mỹ bỏ rơi. Và cái cuộc bỏ rơi của Mỹ từ Afghanistan nó nhắc nhở một lần nữa rằng là chúng ta có một đồng minh không hết lòng. Trong khi Hà Nội may mắn hơn là họ có Trung Quốc, Trung Cộng và có Nga Xô, Liên Xô hết lòng. Nhưng mà chỉ sau khi mình lấy miền Nam xong chỉ một vài năm thì Hà Nội với lại Trung Cộng lại đánh nhau. Và Hà Nội bây giờ lại giả từ gần như kín đáo người đàn anh của mình là Trung Cộng để nghiêng về phía một đối thủ trước đây là Hoa Kỳ. Chúng ta thấy rằng như vậy, dù cái thế giới chính trị thay đổi, đảng phái thay đổi, chế độ thay đổi, nhưng cái sự thực là nền điện ảnh Việt Nam Cộng Hòa đáng được tôn vinh. Sự thực là Đúng rồi. nền văn nghệ Việt Nam đáng được tôn vinh. Thì hôm nay một nhân chứng của nền điện ảnh Việt Nam Cộng Hòa, anh Nguyễn Toàn mới cho ta một nhân cái kỷ niệm cái ngày điện ảnh Việt Nam miền Việt Nam Cộng Hòa, gửi chúng ta một vài kỷ niệm về một điện ảnh tưng bừng một thời và bây giờ đã bị lụi tàn theo thời gian và theo chế độ, theo chính trị, thì điều đó là điều đáng tiếc. Và trước khi chia tay quý vị, không biết anh còn cái đề tài gì để nói tiếp nên Nguyễn Toàn. Đó, thì tôi bây giờ nên nhân nhân nhật anh hỏi thì cũng có chút xíu, thì cái nền điện ảnh Việt Nam bây giờ tất cả theo tôi biết tất cả chúng ta trước 75 có khoảng 20 đạo diễn anh đó, thì bây giờ thì như là đã qua đời rất nhiều và bây giờ chỉ còn có 3 người thôi, 2 còn sống, tức là đạo diễn Nguyễn Ngọc Liên, đạo diễn Đỗ Tấn Đức và đạo diễn Joe Mạc Sen. Mạc Sen là anh quay cuốn Vết Chân Hoang anh. Vết Chân Hoang là phim về tuổi trẻ, đó là nó còn 3 người rồi đấy. Thì là như vậy thì mà anh như vậy là khi anh nói thì tôi cũng xin bổ túc cho thêm này này là sau 75 đó thì chính quyền mới đều có để cho các đạo diễn miền Nam cũng ở lại tiếp tục làm điện ảnh với lại chính quyền mới. Nhưng mà khi làm phim đó, thì mấy ông ta chính quyền mới ông bắt các đạo diễn phải đổi tên. Thì là ông Bùi Xuân Dân là không, khi làm phim là không được gọi là không được ký là để đạo diễn Bùi Xuân và đổi thành là đạo diễn Lam Sơn. Thế là đạo diễn Lam Sơn là ông lấy tên của 2 người con trai ông ghép lại, cũng như cố đạo diễn Lê Hồng Hoa thì đổi thành là Khôi Nguyên.
cũng là tên của hai tên ghép của hai người con trai của đạo diễn Lê Hoàng Hoa, và thậm chí là nhạc sĩ Y Vân, cố nhạc sĩ Y Vân cũng bắt buộc phải đổi tên, không được dùng chữ Y Vân, là lấy tên là thật của ông là Trần Tấn Hậu. Nhưng mà có một nhưng mà về sau một thời gian là có sự hiểu biết về tài nghệ của cố nhạc sĩ Y Vân, tức là bên Bộ Văn hóa Thông tin đã bằng lòng là cho ông nhạc sĩ Y Vân trở lại tên thật là Y Vân thay vì là Trần Tấn Học. Nghe. Như vậy cũng nhiều chuyện cũng. Thật ra nó nói thiệt là sau 75 kể như là, hoàn toàn mọi sự đảo lộn đấy. Thế được những các nghệ sĩ muốn sống phải có tiền thì phải đi hát chui, mà hát chui thì là nó bắt buộc phải hát nhạc đỏ, nó không hát nhạc đỏ thì lại không cho hát. Thành ra là bây giờ thì thấy một số người không hiểu biết thì lại bảo tại sao lại cái nhạc sĩ này lại ca sĩ này lại phải lại hát nhạc đỏ, thì tôi không biết đó. Tại vì là tại vì ta cuộc sống người ta thì người ta phải phải hát đó để ta kiếm kiếm tiền ta nuôi vợ con người ta, chứ còn đây cũng bắt buộc là như vậy không hát được. Thì tôi nói thiệt là tất cả những nghệ sĩ ca sĩ còn lại sau 1975 đều phải hát nhạc đỏ đó, cũng như là từ ban đầu của anh khai ban đầu đó, cố nữ ca sĩ Lệ Thu, Lệ Họa Mi các thứ, mấy ban nhạc Xuất Ngân Ngọc Chánh phải cộng tác với lại ban Kim Cương đó. Rồi rồi cố nhạc sĩ Văn Phụng thì cộng tác với đoàn kịch Bông Hồng của nữ tài tử điện ảnh Thẩm Mỹ Hằng. Mà nhưng mà có một điều là nhắc đến nhạc cố nhạc sĩ Văn Phụng thì tôi phải xin nói để anh biết rằng là cố nhạc sĩ Văn Phụng khi mà cộng tác với đoàn Bông Hồng phụ trách về âm nhạc cho chương trình nhạc trước khi mà có kịch ấy, thì cố nhạc sĩ Văn Phụng đã hòa âm cái bản nhạc Tiếng Chày Trên Sóc Bông Mo, tôi còn nhớ, của một nhạc sĩ Việt Cộng. Và khi mà gọi là trước khi mà trình diễn thì là ban giám khảo của Sở Văn hóa Thông tin và cái người nhạc sĩ của tác giả của bản nhạc Tiếng Chày Sóc Mo đã phải công nhận cái tài hòa âm của cố nhạc sĩ Văn Phục rất hay. Không, ông bảo là mấy ông phải xác định là không ngờ một cái bản nhạc Tiếng Chày Sóc Mo mà cố nhạc sĩ Văn Phục lại hòa âm rất hay, mà lại là nếu không phải thì là có thể là theo điệu tuyết xem, không thể ngờ được anh. Và chính hôm đó tôi đã nghe cái bản nhạc đó do một nam ca sĩ hiện giờ định cư ở Pháp hát cái bản nhạc Tiếng Sầy Trong Mò qua tài hòa âm của cố nhạc sĩ Văn Khục. Thì thú thật cũng có một số người ngã ngựa, một số người bị ép, một số người bị đe dọa, cho nên cũng có một số người cũng hòa một từng mực nào đó, nhưng nhìn chung á, vẫn có cái những người cũng rất là kiên quyết, họ bỏ bút, họ bỏ đàn, họ bỏ hát và họ tìm cách ra đi. Thì 46 năm nhìn lại đó, còn lịch sử âm nhạc Việt Nam có lúc nào đó chúng ta sẽ khôi phục lại cái địa vị cũng như của điện ảnh Việt Nam, của âm nhạc Việt Nam, bởi vì trong gần 50 năm qua thì cái nền điện ảnh đó dù bị vùi dập, cái nền văn nghệ đó dù bị vùi dập, nó vẫn có tiếp tục sống khỏe, sống mạnh, và không những chiếm trọn người miền Nam trước 75 và sau 75, bây giờ họ chiếm trọn cái miền Bắc, miền Trung, những cái vùng mà trước đây vùng đỏ. Nhưng tôi thấy rằng chẳng hạn có người bạn tôi về du lịch ở Việt Nam á, trên những chuyến mà xe từ Nam dưới Bắc đó, họ về kể lại Nam với mày không có ngờ đâu, trên xe toàn là nhạc vàng không à, nhạc vàng từ Sài Gòn ra Hà Nội, sang tới biên giới Lào Cai, sang tới Hải Phòng, nó nói Hà Nội đã phổ biến nhạc vàng trên khắp đất nước. Thì thôi,
chúng ta có câu chuyện cũng dài. Nhân anh nói về những kỷ niệm của nền điện ảnh Việt Nam vào tháng điện ảnh Việt Nam. Nhân nói về cái kỷ niệm một vài vụ đánh bom ở Sài Gòn vào tháng 9 trước 1975. Thì chúng ta lan man một số chuyện văn nghệ. Và nếu không có gì nữa thì xin mời anh gọi lời chào tới quý vị và hẹn gặp lại lần tới thưa anh. Vâng, thầy xin chào anh Nguyễn Xuân Nam và quý thính giả của Đài Cali tới đây. Xin hẹn lại tuần sau. Xin cảm ơn và chào anh. Yeah.